niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôn La Xuyên phối kết hợp với các chi đoàn xóm tổ chức Tết Trung thu với chủ đề đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên với biết bao điều lý thú và bổ ích. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ vui Tết Trung thu của các em thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên. Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài, các cháu nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Nhân gian xem hồi trăng tròn 16 thật to. Người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hồi trăng tròn. Nhân gian xem hồi trăng tròn,
trăng tròn 16 thật to. Người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hội trăng tròn. Các em thiếu nhi đồng Thôn La Xuyên đã có mặt trong đêm liên hoan văn nghệ hôm nay. Đã thành công lệ hàng năm sau ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tất cả chúng ta, đặc biệt là những trẻ em, lại náo nức và hồi hộp để chào đón một cái Tết của riêng mình, đó chính là Tết Trung Thu rằm tháng 8 với ánh trăng tròn, dịu nhẹ hơi sương, náo nức tiếng cười vui trong tiếng rộn ràng, tiếng trống lân, thơm hương trái chín ngọt lành, dở tương hương cố với nhành lá sen. Vậy Tết Trung Thu, Tết của trẻ em đã có từ bao giờ? Vâng, đó là một câu hỏi không chỉ có một cách trả lời, bởi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, thậm chí mỗi người lại có câu trả lời của riêng mình. Chỉ biết rằng từ ngàn xưa trong với người vừa dịu hiền vừa gắn bó gần gũi thân thuộc lại vừa xa vời huyền bí với biết bao truyền thuyết. Người Trung Hoa có truyền thuyết về chàng hậu nghệ với cây cung huyền thiên bát biến đã bắn rụng chín mặt trời, và nàng hàng nga xinh đẹp đã uống thuốc bất tử thành tiên rồi bay lên cung trăng. Trong cung quế làm bạn với hàng nga còn có chú thỏ ngọc với bộ trải cối luyện dã thức tiên. Người Việt có truyền thuyết về chú cuội, chú bé chăn trâu thông minh lanh lợi nhưng cũng rất tinh nghịch để gây đa thần trường sinh bất lão trong cung trăng, và chị hàng nga xinh đẹp. Như vậy dù là người Việt hay là người Hoa đều gặp nhau ở quan niệm ở vầng thái âm, mặt trăng và những truyền thuyết đã đi vào tiềm thức tuổi thơ nói riêng và con người nói chung. Mặt trăng đã trở thành biểu tượng của sự viên mãn tròn đầy và hạnh phúc. Vâng, chỉ biết rằng cứ đến rằm tháng 8, khi chúng ta được đón một cái Tết Trung Thu vui vẻ, thanh bình trong niềm vui, hạnh phúc của tuổi thơ, có niềm vui của những đêm hội trăng rằm, rồng rắn cùng nhau đi rước các loại lồng đèn, từ đèn ông sao năm cánh tươi màu đến đèn vàng hay còn gọi là đàn đèn cá chép vàng rực rỡ, rồi đến đèn kéo quân xoay tròn quyến rũ, được đeo những chiếc mặt nạ hóa trang ngộ nghĩnh vui nhộn để náo nức trong tiếng bôi lân. Tứ linh huyền thoại có ông địa bụng phệ mặt tròn khạnh khạc vui nhộn hài hước, và có bà mụ chiếc khăn mỏ quạ thật bí hiểm, có chú kỳ vàng con cháu của lão tôn tinh quái nghịt ngợm, và đặc biệt chàng tráng sĩ lẫm liệt oai phong đầy chất thượng võ với khát vọng chinh phục thiên nhiên bảo vệ loài người. Dù là kỳ nhân, kỳ lân, sư tử hay rồng vàng, huyền thoại đều khát vọng hóa thân thành những con vật linh thiêng đem lại niềm vui, sự may mắn, bình yên, hạnh phúc cho con người. Chỉ biết rằng đến rằm tháng 8, chúng ta được đón một cái Tết Trung Thu thật ngọt ngào, đó là vị chín lựng thơm lừng của bác biết bao loại trái cây, vị ngọt được chất chiêu từ nắng gió đất trời quê hương, đó là vị ngọt bùi sợ thơm của biết bao loại trái bánh, từ bánh dẻo, bánh nướng đến bánh cốm, bánh gừng, đó là vị ngọt của sản vật quê hương do bàn tay lao động của con người để trở thành niềm vui hạnh phúc của mỗi lứa tuổi thần tiên. Vâng, không chỉ vậy, rằm tháng 8, Tết Trung Thu còn nhắc nha, nhắc ta nhớ đến những mùa Trung Thu đầu tiên khi đất nước độc lập, nhớ về Bác Hồ kính yêu với câu thơ Trung Thu trăng sáng như gương, Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng. Hôm nay Bác viết mấy dòng gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương. Bác đã đi xa nhưng muôn vàn tình thương của Bác vẫn ở lại dưới non sông đất nước với lớp lớp con cháu, lớp lớp thanh thiếu niên, học sinh, lớp măng non kế cận, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi vậy, rằm tháng 8, Tết Trung Thu còn có chủ đề là Trung Thu nhớ Bác của chúng ta. Vâng, khi tia nắng oi ả của mùa hè đã dịu đi, nhường chỗ cho cảm giác se se lạnh đang len lỏi vào cơ thể, mùa thu đang đến và chúng ta hãy nhắm mắt lại trong không gian thật tĩnh lặng, hãy lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhẹ của từng chiếc lá, và bạn chợt nhận ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có thật nhiều điều kỳ diệu đang diễn ra, bỗng nhận ra hương ổn cả vào trong gió xe, sương trùng trùng qua ngõ, hình như thu đã về. Xong được lúc rành rang, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ vắt lửa mình sang thu. Vâng, vui Tết đón trăng nhớ Bác Hồ. Đêm Trung Thu năm nay được sự nhất trí của Đảng ủy, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thôn La Xuyên phối kết hợp với các chi đoàn xóm tổ chức Tết Trung Thu với chủ đề Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu niên nhi đồng Thôn La Xuyên với biết bao điều lý thú và bổ ích. Vâng, và về dự Đêm hội trăng rằm hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các quý vị đại biểu đại diện trong các ban ngành đoàn thể, đó là quý vị bí thư chi bộ của các xóm và toàn thể nhân dân, cùng đặc biệt là sự chào đón tất cả em thiếu niên nhi đồng đã có mặt trong đêm liên hoan văn nghệ hôm nay. Dạ vâng, và để mở đầu cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Chí Cường là bí thư chi đoàn của xóm Lan Tiến. Đồng chí sẽ lên tuyên bố lý do khai mạc đêm hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí Dương Chí Cường. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, kính thưa các anh chị phụ trách cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng thân mến. Trong không khí vui tươi, phấn khởi của thiếu nhi cả nước đón chào ngày Tết Trung Thu, cho phép tôi xin được kính chúc các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, đặc biệt các em thiếu niên nhi đồng của chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có một mùa Trung Thu vui tươi và tràn đầy ý nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu niên nhi đồng yêu quý. Một mùa Trung Thu nữa lại về. Trung Thu không chỉ mang theo ánh trăng vàng rực rỡ, ánh đèn lồng lung linh lấp lánh, mùi trà sen ngọt ngào, mà còn làm sống dậy cả những dòng kỷ niệm ấu thơ. Kỷ niệm về những đêm trăng rằm ấm áp, mỗi người một kỷ niệm, mỗi người một nỗi nhớ, nhưng tựu chung lại, Trung Thu là những gì tốt đẹp nhất, vẹn toàn nhất trong tuổi thơ của biết bao thế hệ. Tết Trung Thu xưa dẫu giản dị, mộc mạc, nhưng lấp lánh niềm vui. Cái dư âm ấy còn động lại mãi, đến cả khi chúng ta trưởng thành. Mùa Trung Thu năm nay đến với thiếu niên, nhi đồng giữa lúc toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đảng và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2018. Cũng là ngày mà các em vừa bước vào năm học. Các em thiếu niên nhi đồng yêu quý rất vui mừng và phấn khởi khi được biết trong năm học vừa qua, các em đã có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện thân thể, đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Nhiều em đã đạt được những thành tích xuất sắc. Những thành tích của các em là niềm vui to lớn đối với ông bà, cha mẹ và các thầy, các cô. Đồng thời, các em cũng được bạn bè yêu mến, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Nhân dịp Trung Thu năm nay, tôi mong các em luôn phát huy thật tốt những ưu điểm, luôn chăm sóc, đoàn kết, gắn bó với nhau, tích cực thi đua, học tập và rèn luyện được nhiều việc tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của ông bà, cha mẹ và các thầy, các cô. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh và các em thân mến, với phương châm dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thiếu nhi và khẩu hiệu hành động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội đồng đội rất mong các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến thiếu niên, nhi đồng để các em tự tin, có ý thức rèn luyện hơn nữa, vươn lên. Lên trong học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi xin tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ vui Tết Trung Thu của các em thiếu niên nhi đồng thôn La Xuyên. Kính chúc các vị đại biểu khách quý hạnh phúc, thành đạt. Chúc các em thiếu niên nhi đồng luôn vui khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao. Chúc các em có một mùa Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc
an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi là những lời phát biểu của đồng chí Dương Trí Cường, là bí thư của xóm La Tiến. Vâng, và ngay sau đây thì anh Tùng muốn giới thiệu đến tất cả quý vị hiện diện trên sân khấu là những lời phát biểu của đồng chí Phạm Minh Thắng. Ngay sau đây sẽ lên sân khấu và đọc thư của Chủ tịch nước. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong thôn La Xuyên, kính thưa toàn thể nhân dân và các cháu thiếu nhi thôn La Xuyên, thay mặt cho ba chi đoàn thôn La Xuyên, tôi xin đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới toàn thể các em thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý, đón Tết Trung thu năm nay, bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng cả nước, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài, các cháu nước ngoài ở Việt Nam tình cảm thân thương nhất. Bác rất vui khi các cháu luôn tu dưỡng, rèn luyện, yêu lao động, ham học hỏi, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tích cực phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhiều cháu vượt khó, vươn lên đạt giải cao trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui của nhà trường, của gia đình và xã hội, làm cho đêm trăng rằm thêm vui tươi, bổ ích. Các cháu yêu quý, Đảng, Nhà nước, các thầy giáo, cô giáo và các bậc phụ huynh luôn quan tâm, chăm lo cho các cháu được sống, học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Bác mong các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi, sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. Bác gửi đến các cháu nhiều cái hôn, thân ái, khỏe, thành đạt. Chúc các cháu thiếu niên nhi đồng luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà, cha mẹ và đón một cái Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, thế là một cái Tết Trung thu thật vui vẻ và ý nghĩa đã đến. Không khí Trung thu đã tràn ngập khắp mọi nơi với niềm vui hân hoan của tuổi thơ trên quê hương La Xuyên chúng ta. Không khí chuẩn bị còn diễn ra từ rất nhiều ngày trước, đó là việc tập luyện cho giải bóng đá, đó là những tiết mục văn nghệ được dàn dựng mỗi tối, và chắc chắn đó là những kỷ niệm sẽ khó quên đối với tất cả các em. Và trong buổi tối ngày hôm nay sẽ hiện diện trên sân khấu những tiết mục đặc sắc do chính các em thiếu nhi thôn quê hương La Xuyên chúng ta biểu diễn. Vâng, và để mở đầu chương trình văn nghệ trong buổi tối hôm nay, quý vị sẽ đến với những giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu, khiến người nghe hình dung ra hình ảnh một cô bé Bắc Kỳ nho nhỏ, mặc áo tứ thân, đang nhún nhảy, vui cười dưới ánh trăng tròn, e thẹn với những chàng trai cùng lứa tuổi. Bài hát nổi tiếng trong làng âm nhạc hải ngoại của nhạc sĩ Sao Mai Nguyễn Nghị với những lời ca ví von trong sáng, dễ thương đến nỗi ông chàng cũng phải ý a nằm nghiêng. Tất cả nhân dân phải trao đảo trước hình ảnh cô gái áo quần hải tấm bảnh bao hòa vào dòng người đi xem hội trăng rằm. Đó là những hình ảnh trong bài hát Em Đi Xem Hội Trăng Rằm. Đó cũng là nền nhạc cho những điệu múa của các em thiếu nhi xóm La Phong biểu diễn ngay sau đây. Xin được trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị. Nhân gian xem hội trăng tròn mười sáu thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hội trăng tròn, em đi xem hội trăng tròn. Áo quần hài gấm bệnh bao, nhìn lên trên trời ông trăng rồi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng ý a nằm nghiêng, ông trăng ý a nằm nghiêng, ý a nằm nghiêng, nhân san ý a nằm nghiêng. Ta đi xem
đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quen xa khó xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về, trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Trăng tròn 16 thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hồi trăng tròn, em đi xem hồi trăng tròn. Áo quần hài gấm bệnh bao, nhìn lên trên trời ông trăng, soi lên bóng em nằm nghiêng. Ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng. Em đi em lạc lối về, giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quên xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về, trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng. Vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm nghiêng.
out there. We gon' party in the heap, but you got to see it. Let me say la 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 la. Me now, how you like me
got it from my dad. Dad, 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 I got it from my dad. Dad, 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 I got it from my dad.
vượt bao khó khăn, ước mơ tình xây nước Việt Nam sáng tươi. Quê hương đang vây gọi, bao con em sôi nổi đi để trên đường mới. Thiên dâng cuộc đời muôn ngàn hoa đẹp tươi, mai gieo hòa cùng bao lời ca thật vui. Mai zboară în Panama.
tràn đường phố
từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. Và gió hoa tàn bụi kèn, mặc cho tiếng tre thơ đùa vui cười. Và nắng trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam hơn. Sáng tươi Việt Nam hết.
take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no. We'll be right back.
la 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 nhân gian xem hồi trăng tròn mười sáu thật to, người ta đi đứng thật đông. Đêm nay là hồi trăng tròn, em đi xem hồi trăng tròn. Áo quần hài gấm bệnh bao, nhìn lên trên trời ông trăng. Rồi lên bóng em nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ông trăng ý à nằm nghiêng, ý à nằm nghiêng, nhân gian ý à nằm nghiêng. Lạc lối về giữa đường gặp mấy chàng trai hỏi thăm con đường nhà em, quen xa hóa xa gần nhà, theo nhau đi tìm lối về. Trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em nằm. Yeah.